Siêu bão Sao La đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vào sáng sớm hôm thứ Bảy. Đài truyền hình của nhà nước CCTV đưa tin cho biết bão đã gây gián đoạn giao thông trên diện rộng, khiến các cơ sở kinh doanh, trường học và thị trường tài chính phải đóng cửa. Trên toàn tỉnh Quảng Đông ở phía Nam, 785.155 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao, trong khi 13 thành phố đã buộc phải hoãn khai giảng học kỳ năm học mới. Gần 85.000 tàu đánh bắt cá hoạt động ngoài khơi Quảng Đông cũng đã buộc phải trở lại các cảng. Sao La là một trong ba cơn bão nhiệt đới hình thành ở Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông. Cơn bão thứ hai, có tên gọi là Haikui, cũng đang tiếp cận Đài Loan và dự kiến sẽ đến hòn đảo này vào ngày Chủ nhật, trước khi hướng tới tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.